Xin chào mọi người, em tự kỹ sư GAC xin chia sẻ tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam 9393-2012, cọc phương pháp thử nghiệm hiện trường. Về vị trí cọc thí nghiệm do thiết kế chỉ định, thường tại những điểm có điều kiện đất nền tiêu biểu. Trong trường hợp điều kiện đất nền phức tạp hoặc ở khu vực tập trung tải trọng lớn thì nên chọn cọc thí nghiệm tại vị trí bất lợi nhất. Khi chọn cọc thí nghiệm kiểm tra thì cần chú ý thêm đến chất lượng thi công cọc thực tế. Về số lượng cọc thí nghiệm do thiết kế quy định tùy theo mức độ quan trọng của công trình, mức độ phức tạp của điều kiện đất nền, kinh nghiệm thiết kế, chủng loại cọc sử dụng và chất lượng thi công cọc trong hiện trường. Thông thường được lấy bằng 1% tổng số cọc của công trình, nhưng trong mọi trường hợp không ít hơn 2 cọc. Chú thích 1. Số lượng cọc thí nghiệm nên được tăng lên theo mức độ phức tạp của điều kiện đất nền. Chú thích 2. Trong trường hợp phải biết rõ điều kiện và có kinh nghiệm thiết kế cọc khu vực lân cận thì không thống nhất thiết phải tiến hành thí nghiệm thăm dò. Mọi người cần tư vấn liên hệ em tự 0964 529 689.